Sáng nay ngày 31 tháng 3 năm 2017, tại thành phố Tân An, Công đoàn Y tế Việt Nam phối hợp với Quỹ phòng chống tác hại của thuốc lá, tổ chức hội thi tuyên truyền luật phòng chống tác hại của thuốc lá khu vực 4. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Văn Cảnh đến dự. Phát biểu khai mạc hội thi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Văn Cảnh nhấn mạnh, hội thi là một hình thức tuyên truyền sinh động, hấp dẫn và hiệu quả về phòng chống tác hại của thuốc lá. Mỗi thí sinh sẽ là một tuyên truyền viên, góp phần nâng cao nhận thức về phòng chống tác hại của thuốc lá đến từng người, từng gia đình và cộng đồng. Qua hội thi này, cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống tác hại của thuốc lá, vận động cán bộ, công nhân viên ngành y tế cùng người bệnh, người nhà bệnh nhân và cộng đồng xã hội không hút thuốc lá, tạo phong trào thi đua sôi nổi về phòng chống tác hại của thuốc lá, xây dựng môi trường cơ sở y tế không khói thuốc lá và xây dựng cộng đồng không thuốc lá. Hơn 100 thí sinh đến từ 10 đội thi đến từ các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long sẽ tranh tài qua 3 phần thi, chào hỏi kiến thức và năng khiếu. Nội dung thi tập trung tuyên truyền về tác hại của thuốc lá, luật phòng chống tác hại của thuốc lá nhằm giảm tỷ lệ hút thuốc lá trong các cơ sở y tế và cộng đồng.